Hôm nay tôi tự tỉnh giấc rồi. きょうは自然に目が覚めました。Bạn thức dậy rồi phải không? もう起きてるよね。Bạn phải dọn giường ngay sau khi thức dậy.起きたらすぐに寝床を整えなければなりません。Tôi đang đánh răng. いま歯磨きしてます。Sau khi thức dậy, tôi lập tức đi rửa mặt. Okitara, sugu kao o araimasu. Sau khi rửa mặt, con lau mặt đi nhé. Kao o arattara, kao o fuku no yo. Tập thể dục làm mình thấy sảng khoái.運動すると気分が良くなります。Tôi chạy bộ một giờ trước khi đi đến trường. わたしは学校に行く前に1時間ジョギングに当てています。Bạn nên chạy bộ hay tập yoga. マラソンやヨガをすべきなのか。Cô ấy dành nhiều tiếng ở phòng gym để giảm cân.彼女は体重を減らそうとジムで何時間も過ごした。Tôi đã quyết định ăn kiêng đấy. わたしはダイエットすることにしたよ。Tôi dắt chó đi dạo mỗi ngày. わたしは毎日犬の散歩に行きます。Đừng quên cho mèo ăn nhé. わすれずに猫に餌をやってね。Bố tôi đang tắm. いま父はお風呂に入っています。Đừng quên gội đầu đấy. あたまをちゃんと洗うんだよ。Anh ấy không thường sấy tóc. かれはふだん髪を乾かしません。Tôi phải chải tóc. わたし、髪を解かないといけないわ。Tôi không có thời gian để tạo kiểu tóc. Kami o stylingする時間がありません。Cô ấy đang soi gương. Kanojo wa ima kagami o miteimasu. Chị gái tôi luôn mất nhiều thời gian để trang điểm. Watashi
私の姉は化粧をするのにいつも時間がかかります。私の姉は化粧をするのにいつも時間がかかります。Tẩy trang bằng kem. Kèshōをクレンジングクリームで落とす。Bố tôi cạo râu mỗi sáng. 父は毎朝ひげを剃ります。Tôi đang mặc quần áo.今服を着ているところです。Xin hãy đun sôi nước trước. まずお湯を沸かしてください。Mời bạn uống trà. どうぞお茶をお召し上がりください。Tôi pha cà phê mỗi sáng. 私は毎朝コーヒーを入れます。Rồi chúng tôi pha trà và sô cô la nóng. その後、熱いお茶とココアを用意しました。Tom không biết nấu ăn đâu. トムは料理ができないよ。Chúng mình cùng nhau ăn sáng nhé. いっしょに朝ごはんしませんか? Tôi giúp mẹ tôi rửa bát đĩa. ハハの皿洗いを手伝います。Tôi luôn giúp em trai tôi đi giày. わたしは弟の靴履きをいつも手伝っています。Đi ra ngoài nên nhớ đội mũ. がいしゅつするときは必ず帽子をかぶるのよ。Nhớ phải khóa cửa đấy. ドアに鍵かけるの忘れないでよ。Tôi đi quán cà phê đọc báo. わたしは喫茶店に行って新聞を読みます。Tôi nghe đài vào buổi sáng. わたしは朝ラジオを聞きます。Tôi rất thích xem TV. わたしはテレビが大好きです。Bạn biết đi xe đạp chứ? じてんしゃにのれますよね。Bạn lái xe cẩn thận nhé. くるまのうんてんきをつけてね。Đây là nơi đỗ xe. ここは駐車場です。Dừng xe lại. くるまを止めなさい。Làm việc nhà hàng ngày không dễ chút nào.
日々の家事は少しも楽ではありません。日々の家事は少しも楽ではありません。Em dọn dẹp nhà cửa đi。家を掃除しなさい。家を掃除しなさい。Hàng ngày tôi dọn sạch phòng vệ sinh。私は毎日トイレを掃除します。私は毎日トイレを掃除します。Sao lại bẩn thế này? Quét nhà đi。なんでこんなに汚いの？掃除しなさい。なんでこんなに汚いの？掃除しなさい。Em đã lau sàn nhà chưa?拭き掃除終わったの？拭き掃除終わったの？ Tôi vừa giặt quần áo xong。たった今洗濯し終えたところです。たった今洗濯し終えたところです。Mẹ tôi đang phơi quần áo。母さんは今洗濯物を干しています。母さんは今洗濯物を干しています。Trời mưa rồi, con mau thu quần áo đi。雨だよ、早く洗濯物を取り込んで。雨だよ、早く洗濯物を取り込んで。Tôi đang tưới hoa。今お花に水やりしています。今お花に水やりしています。Xin hãy vứt rác nhé。ゴミ出しといてくださいね。ゴミ出しといてくださいね。Tôi đang lau kính。今ガラス拭きしています。今、ガラス拭きしています。Mẹ tôi bảo tôi lau bàn。テーブルを拭くよう母に言われた。テーブルを拭くよう母に言われた。Bố tôi đã đi ra ngoài rồi。父はすでに出かけています。父はすでに出かけています。Tôi đến trường để học tiếng Việt。僕はベトナム語を勉強しに学校に行きます。僕はベトナム語を勉強しに学校に行きます。Tôi thường lái xe đi làm。私はいつもマイカー通勤します。私はいつもマイカー通勤します。Tôi phải đợi xe buýt。 私はバスを待たなければなりません。私はバスを待たなければなりません。Không có thời gian nên tôi sẽ đi xe taxi。 時間がないのでタクシーに乗ります。時間がないのでタクシーに乗ります。Vui lòng gọi hộ tôi một chiếc taxi。 タクシーを呼んでください。 タクシーを呼んでください。 Tôi phải làm việc đến 6 giờ chiều hôm nay。 今日は午後6時まで働かないといけない。 今日は午後6時まで働かないといけない。Chúng tôi học tập trong lớp học。 僕たちは教室で学習します。 僕たちは教室で学習します。 Các sinh viên đang ăn trưa。 学生たちは昼食をとっています。 学生たちは昼食をとっています。
Tôi muốn nghỉ ngơi một lúc. ちょっと休みたいです。ちょっと休みたいです。Tôi gọi điện thoại cho mẹ tôi.私は母に電話します。私は母に電話します。Tôi cúp máy đây. Điện thoại, 切りますね。Anh ấy mở cửa rồi. Anh ấy mở cửa rồi.Xin hãy đóng cửa sau khi đi vào. Nhiều xích gỗ à, đoa ô xí mê tê cửa sai. Tôi đã xong việc rồi. Xí gỗ tô gà ô ạ tá, vá tá xí hoa xí gỗ tô ô ê tá.Xe của tôi hỏng rồi, phải đi sửa xe thôi. Ore no kuruma, koshou shichatta yo. Shuri shi ni ikanai to. Ore no kuruma, koshou shichatta yo. Shuri shi ni ikanai to. Tôi muốn bắt taxi. Taxi o hiroitai. Taxi o hiroitai.Anh đã về nhà chưa? もう家に帰りましたか? Con đi rửa tay trước rồi ăn cơm đi. Saki ni te o aratte kara gohan ni nasai.Mẹ bảo đứa trẻ thay giày. Haha wa kodomo ni kutsu o hakikaeru yoni itta. Con mau thay đồ đi. Sugu ni kigae nasai.Con cởi đồ rồi đi tắm đi. Cuo nuide, o furo ni hairinasai. Tôi muốn đi vệ sinh. Toire ni ikitai no desu ga. Tôi phải về làm bài tập về nhà. Ie ni kaette shukudai shinakia. Hôm nay, tôi muốn mời bạn ăn tối. Kyou, bangohan o gochisou shiyou to omotteru nda kedo. Việc chăm sóc da mặt rất quan trọng đối với phụ nữ. Facial skincare wa josei ni totte hijouni juyou desu. Facial skincare wa josei ni totte hijouni juyou desu. Tôi thích chơi game online.僕はオンラインゲームが大好きです。Mỗi buổi tối tôi đều đi dạo bộ. 毎晩私は散歩に行きます。Thời gian rảnh rỗi, tôi thường nghe nhạc.暇になったら、僕はよく音楽を聴きます。暇になったら、
僕はよく音楽を聴きます。Tôi thích đọc sách. わたしは読書が好きです。Hãy chúng ta cùng nhau hát nhé. いっしょに歌いましょう。Sở thích của anh ấy là chơi bóng rổ.彼の趣味はバスケットボールをすることです。Em trai của tôi rất thích chơi đá bóng. わたしの弟はサッカーをするのが大好きです。Chúng ta nên làm đẹp trước. わたしたちはまずは見た目を美しくすべきです。Bạn có thể giúp tôi bật đèn được không?電気をつけてくださいませんか? Bạn có thể giúp tôi tắt đèn được không?電気を消してくださいませんか? Cô ấy thích chụp ảnh tự sướng. Cô ấy thích chụp ảnh tự sướng. Em lúc nào cũng chém gió quá. Kimi wa itsumo hanashi o moru yo na. Leo núi rất tốt cho sức khỏe của bạn. Yamanobori wa kenkou ni ii. Tôi lên mạng tra tài liệu. わたしはオンラインで資料を調べます。Tôi không thể gửi tin nhắn. メッセージを送信できないんです。Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn. わたしたちからあなたにメールを送ります。Thời gian trôi qua rất nhanh khi bạn lướt mạng. インターネットをしていると、時間は瞬く間に過ぎてしまいます。Bố tôi rất thích hát karaoke. Chichi wa karaoke ga daisuki da. Tôi muốn đi xem phim với em. Boku wa kimi to issho ni eiga wo mii ni ikitai desu. Chúng ta cần đứng xếp hàng. Watashitachi wa retsu ni narabu hitsuyou ga arimasu. Tôi muốn đi đến bãi biển chơi. ビーチに遊びに行きたい。Mẹ tôi bảo tôi đi siêu thị mua đồ ăn. Haha wa watashi ni suupa ni itte tabemono wo katte kuru yōu ni itta.